sô-cô-la. 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 Bánh gato này. Bánh gato. Gato. Ngốp la này. Œuf au plat. Ruban là. Ruban. Ruban. Antenne. Antenne này. Antenne. Fromage. Fromage. Valise. Valise. Café này. Café. Café. Poupée. 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 Trong cuộc sống ngày tớ vẫn hay gặp những từ này. Nguồn gốc của những từ này thì theo em biết nó là những từ lái từ những từ nước ngoài ạ. Thì anh cũng nghĩ là bắt nguồn từ Anh thôi. Em nghĩ phần lớn thì đều là từ tiếng Pháp ạ. Chị có đứa cháu 4 tuổi nó hay đòi búp bê này này. Nó hay đòi mua búp bê hay sao để chơi búp bê. Những từ ngữ quen thuộc trong đời sống hàng ngày, có lẽ nhiều người Việt vẫn dùng theo thói quen mà chẳng cần biết chúng được vay mượn từ tiếng Pháp. Theo thống kê, có khoảng 2.000 đến 3.000 từ gốc Pháp trong tiếng Việt thuộc nhiều lĩnh vực và cấp độ. Những cái từ vay mượn này thường nó ngắn gọn. Ban đầu thì rất khó phát âm, nhưng mà vì Việt hóa dần, Việt hóa bằng cách là thêm dấu, thêm thanh vào, chẳng hạn như cà phê thì nói thành cà phê chẳng hạn. Hay là souffle thì nói thành souffle chẳng hạn, có dấu. Hoặc là những cái phụ âm mà khó thì có thể chuyển, hoặc là nguyên âm mà nó gần gần thì chuyển. Sự vay mượn về mặt từ ngữ này đã xuất hiện từ thế kỷ 18, khi những người Pháp bắt đầu đến Việt Nam. Sau hàng trăm năm, vốn từ vay mượn đó được chấp nhận và được Việt hóa một cách mạnh mẽ. Sự hiện diện của người Pháp, họ mang đến những cái thói quen này, rồi đồ đạc này, rồi vật dụng này, và vân vân. Thì những người mà tiếp xúc với người Pháp ấy, họ sử dụng những cái vật liệu đó, những cái đồ dùng đó, và họ phải sử dụng tiếng Pháp để gọi tên, và dần dà thì nó lan tỏa ra xã hội. Ngày nay, dù cho tiếng Pháp không còn thịnh hành phổ biến tại Việt Nam như trước đây, ảnh hưởng của tiếng Pháp, văn hóa Pháp vẫn còn rất sâu đậm, dù là ở nông thôn hay thành thị, cho thấy nét giao thoa văn hóa Việt-Pháp nhiều sắc màu.